Hi, xin chào cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Ok cả nhà ơi, thì hôm nay mình sẽ lên kiểu như một video, kiểu như video này sẽ không có nấu nướng gì hết cả nhà. Thì tự nhiên thèm sầu riêng quá thì mới mua sầu riêng cả nhà. Mua trong nguyên nhà mình ăn lên thì mình đem để lên hai trái để cho đẹp nè cả nhà. Đang mua sầu riêng nữa. Đây, đây cái trái riêng của mình nha cả nhà. Thì hai trái này hình như là 6 kg cả nhà ơi. Đó, mình đem lên để chưng cho đẹp chứ mình ăn không biết ăn có hết không nữa. Tuy nhiên thèm sầu riêng cái tự nhiên mình lên cái mình làm được một clip mukbang cho cả nhà xem. Đó, thì cái này mình lên là mình ăn sầu riêng, nhưng mà vài bữa nữa mình sẽ lên như nó sẽ có một cái màu sắc mới nha. Thì cả nhà cùng đón xem cái video của mình nha. Thì bây giờ mình mời cả nhà cùng mukbang sầu riêng với mình nha. Ủa, cái sầu riêng là ăn được rồi nè cả nhà. Đó. Nó nẻ đít ra nè. Ủa, nó cái gì cái đít nó ra rồi. À, đây. Mình có chuẩn bị dao với gì luôn. Bây giờ đang là trời tối cả nhà, nên mưa nữa. Trời tối mà gặp mưa đến lẽ giờ này là phải ăn lẩu mới đúng. Đó, tắt ra rồi nè. Ăn chứ sợ ghi mà căng thẳng với người ta. Đây, wow. Cái muối sầu riêng nè cả nhà. Đây. Cái muối sầu riêng của mình. Đây. Cái muối sầu riêng của mình. Đó. Thơm quá. Cái mùi thơm nó sọc lên mũi mình luôn á cả nhà. Mình không thể nào chịu nổi được cái độ nóng của cái sầu riêng cả nhà. Thì bây giờ con mời cả nhà cùng ăn với con nha. Con mời ông bà cô chú cùng ăn với con nha. Nó mềm mại nè cả nhà. Cái này là sầu riêng bao ăn luôn cả nhà. Mời cả nhà nha, mời ba cô chú ăn với con nha. Béo. Ủa nó ngon. Thì mình xin phép bóc tay luôn nha cả nhà. Đây. Cái này phải bóc tay mới đúng, đeo bóc tay vô nó không có hợp hệ cả nhà. Đúng rồi, đi sao. Quá béo. Nguyên cái mảnh nè. Wow. Nguyên cái mảnh sầu riêng nè cả nhà. Wow. Đây nè. Mời cả nhà nha. Béo gì vậy? Quá béo. Bóc tay nhìn nó hơi mất cái mỹ xíu nha cả nhà. Cái sầu riêng này là sầu riêng riêng sáu. Mình tính mua sầu riêng sữa cả nhà, nhưng mà nãy đi mua sầu riêng sữa thì hết rồi. Ăn trái sầu riêng này chắc lên đường quá. Béo. Thì bữa nay clip này mình lên đỡ cho cả nhà xem thôi. Đây. Về bữa nữa mình sẽ làm những clip mới lạ hơn. Bữa nay mình ngồi múc bàn bữa cái con nó sẽ hơi chén chút xíu cả nhà. Nhưng mà mình sẽ xen kẽ tại vì khi mà thời gian clip á nó không kịp. Còn mình không đăng thì mình sợ cả nhà quên mình. Ừ.
Không biết cả nhà có ăn sầu riêng Sum Sang Kinh lần nào không? Sầu riêng của Thái Lan, sầu riêng mà ta gọi cái sầu riêng đó là sầu riêng ngon nhất thế giới cả nhà. Mình cũng chưa ăn sầu riêng lần nào. Cũng đỡ lắm mình nha. Mấy trăm ngàn ký gì. Ngon. Béo. Béo buốt não luôn. Ngon quá. Đây còn muối nào không ta? Mình đi chắc còn muối quá. Mình xin phép mình để cái này xuống nha cả nhà. Đây, ủa trái này nè. Mình xin phép mình để cái này xuống nha. Đó, để cái này ra. Để cái này ra nè. Học này là cái này là hết rồi nè. Đó rồi nè. Còn được 1 ngăn, 2 ngăn. Ồ nhiều. Lần đầu tiên mà mình ăn cái số lượng sầu riêng nhiều như vậy cả nhà. Từ cái hồi đầu mùa tới giờ mình chưa có ăn miếng sầu riêng nào luôn á. Hồi đó nhớ hồi đó đâu có dám mua ăn đâu cả nhà. Cái này hồi sớm giờ mình đi ăn thử thách của anh Mập á cả nhà. Kiểu như có tiền á. Mấy bữa nay kiểu như mình cũng có được ít ít cả nhà. Cái tự nhiên thèm quá thôi bấm bụng mua hai trái. Xong rồi sẵn mình ăn một trái rồi kiểu mình để nhà cho gia đình ăn một trái cả nhà. Đó, hộ bà khoan. Thiệt, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời của mình mà mình ăn nhiều sầu riêng như vậy luôn á. Lần đầu tiên mà ăn nguyên cái trái sầu riêng như thế này luôn. Biết là sẽ nóng á nhưng mà cảm giác nó ngon quá cả nhà. Ăn cái này chắc ngày mai mặt nó mụn hết luôn á nhưng mà ngon lắm. Béo quá nha. Có nhiều anh chị kêu mình lên tập thể dục thì cả nhà yên tâm nha. Thì mình có tập thể dục cả nhà cứ yên tâm. Tại vì mình ở nhà kiểu như có mấy cô chú rồi lo cho sức khỏe của mình đó kêu mình ăn uống tập thể dục. Thì mình cũng có đi ăn uống, có đi tập thể dục á. Thì mới giữ được sức khỏe cả nhà. Sức khỏe vẫn là trên hết. Đây. Béo quá. Cầm tay thì nó hơi kỳ nha cả nhà. Nhưng mà cầm dễ dàng mới được, đeo vào tay vô nó dính vô tay hết cả nhà. Đó, mời cả nhà nha. Ăn nó béo dữ sao. Béo quá. Mà đã quá nha. Chính như mình thèm á, mình ăn cực kỳ đã luôn. Ngon. Đây. Con muối sầu riêng. Quá là út nút luôn. Với lại kiểu như cái mùa sầu riêng này cả nhà, giống như không biết cho mình thấy mùa này bán rất là nhiều luôn nhưng mà giá lại khá là rẻ thì mình cũng không biết nữa, chắc hay là do sầu riêng không có xuất khẩu thì được, mình cũng không biết nữa.
Video này chắc hết ngắn, hết 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 sớm quá nha. Phải nhớ. Mấy bữa nay kiểu như mình làm nhiều cái video cả nhà, thì được ông bà cô chú rồi với cả nhà mình ủng hộ á, mình rất là vui luôn. Thì cái series đó mình cảm thấy mình chỉ làm lại thôi. Thì một vài bữa nữa mình sẽ đi có một chuyến miền Tây cả nhà. Thì mình sẽ quay cả nhà xem, rồi mình sẽ làm một video mà kiểu như một ngày mình sẽ làm theo yêu cầu của khán giả, những anh chị cô chú được xem kênh đó cả nhà. Người ta có bình luận thì mình sẽ làm theo cái đó, ví dụ như là ăn bánh tráng trộn hay là ăn cơm sò điệp, có ăn cơm của cây sò điệp gì đó mình không nhớ nữa, với lại giới thiệu hình dung tem. Thì mình sẽ dành một ngày đó mà mình quay những cái của những anh chị cô chú comment. Đây, xin mời cả nhà nha. Nó ngọt mà nó béo buốt cái não luôn. Vậy là hết một trái rồi đó nha. Quá là tuyệt luôn á. Video này chắc ngắn ngủn luôn cả nhà. Thì hôm qua mình mới vừa đi quay với anh Lộc cả nhà, ăn mừng 70.000 sub á. Thì mấy anh em không ngày lâu cũng gặp nhau, gặp lại rồi vui cả nhà. Mấy hôm trước cũng có đi qua quán nước để gặp, để uống nước với mấy anh chị á. Thì dạo này gần đây mình có đi quay với anh Mập rất là nhiều cả nhà, khá là nhiều. Mình đi quay chung với ảnh. Quê ăn thử thách được cả nhà, để kiếm thêm kinh phí để mà mình làm clip. Thì video của mình để mình ăn bữa nay không có, kiểu như mình không có chế biến gì hết cả nhà. Thì mình ngồi ăn một cái trái sầu riêng này cảm thấy thèm, thì mình thấy mua ăn không như vậy thì mình có thể làm clip cho cả nhà xem. Thì các anh chị cô chú là nếu mà là tín đồ của ăn sầu riêng á, thì nhìn thấy cái này nó sẽ rất là hấp dẫn luôn á. Thì video đến đây chắc con xin kết thúc á, tại vì cái này quay sao thấy nó hết nhanh quá, không lẽ giờ ăn thêm trái này nữa. Nhưng mà ăn thêm trái này nữa thì nó mập cả nhà, nó ngọt, nhưng mà thôi mình phải kiềm chế bản thân mình lại. Mình có ăn được hết hai trái luôn á. Thì cảm ơn bà cô chú đã xem hết video của con nha. Thì video đến đây là kết thúc, thì hẹn cả nhà vào những clip sau nha. Thì cả nhà có gì thắc mắc hay là muốn con làm thì có thể để dưới một phần comment cho con nha. Thì con sẽ xem và kiểu như mình tiếp thu kiến thức mỗi ngày để mình cho cái clip nó một ngày chất lượng hơn. Thì cảm ơn cả nhà rất nhiều. Thì hẹn cả nhà vào những clip sau nha. Bye bye cả nhà.